Là cái đơn mình đang soạn hàng gửi cho khách ấy. Đấy. Anh em các bạn quan sát này, đây là cái dòng ad của Hàn Quốc. Hàng này là bên mình nhập nguyên chiếc mới tinh luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy, hàng Hàn Quốc luôn, anh em các bạn thấy không? Đấy, cái này thì nó có dòng là 15A. 15A và 25A. Đây. Đây con này 15A. Con này 25A này. Con này 25A này. Đấy. Cái này nó rất là nhỏ gọn luôn, anh em bắt tủ điện các thứ thì rất là ok luôn này. Đấy, nó có lẫy cài phía sau luôn cho anh em và các bạn này. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc rất nhỏ gọn luôn, hàng 15A và 25A, áp 3 pha, chống giật, chống sốc, chống chập. Đấy, cho anh em và các bạn nhé. Thì các bạn có nhu cầu về dòng này có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho anh em và các bạn. Dòng áp 3 pha, áp 3 pha, hàng nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc luôn. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Đơn hàng bên mình đang soạn cho khách đây, anh em các bạn có nhu cầu liên hệ.